Trong vài ngày tới tụi mình sẽ vắng nhà. Đường đi khá xa, ngày đầu tiên tụi mình sẽ đi tầm 6 tiếng để đến một chỗ dừng chân. Còn khoảng 5 tiếng nữa là tụi mình sẽ đến nơi, lúc khoảng 8 giờ tối. Đây là những chiếc cối xe gió của năm giờ tiên. Dừng chân uống một ly cà phê. Tụi mình đã tới chỗ ở tối nay rồi. Đây là phòng khách. Có TV, có sofa và có cuisine ouverte để làm bếp. Ông chủ nhà còn để một cái bánh để sáng mai tụi mình ăn sáng nữa. Bên này là phòng tắm. Còn đây là toilet. Đây là phòng ngủ chính. Còn có một phòng ngủ phụ. Phòng này thường dành cho em bé và có thể lên trên gác để ngủ nữa. À, có một giường đôi. Có một giường nhỏ ở đây nữa, giường đơn ở đây nữa. Cái góc TV dễ thương đó mọi người ơi. Yeah, view nhìn ra ngoài cũng đẹp nữa. Trời đang rất là mát vì mới vừa mưa xong. Bên kia là núi rừng cây. Và là nhà rất là dễ thương luôn. Tối nay tụi mình sẽ ngủ ở đây. Bon appétit. Mặt trời lên rồi, tụi mình tiếp tục đi thôi. Đã làm một vài lời cảm ơn trong chủ nhà. Thấy con đường này siêu đẹp luôn. Ngọc trời ánh sáng, hai bên thì có cây xanh. Con đường này gọi là Autobahn, có nghĩa là xa lộ mặt trời. Ở Sài Gòn thì có xa lộ Hà Nội, còn ở Pháp thì có xa lộ mặt trời. Tụi mình vừa mới đến Ostion. Đây là một trong những ngôi làng đẹp nhất của nước Pháp. Và vùng này được gọi là vùng đất son. Các bạn nhìn màu đất nè, màu của những ngôi nhà nữa. Để đi vào con đường mòn, con đường ngắn 35 phút và đường dài 50 phút, giá vé là 3 euro cho mỗi người. Tụi mình đã mua vé rồi. Bây giờ nếu muốn đi con đường ngắn thì sẽ theo đường màu vàng, và nếu đi đường dài thì sẽ theo đường màu đỏ. Allez. Đường rất là trơn luôn. Thỉnh thoảng có bậc thang, mà phần lớn thì những bậc thang đã bị đất đỏ vùi lấp rồi, nên là đi phải rất cẩn thận. Bây giờ tụi mình sẽ chọn đường dài, tức là màu đỏ của phải. Mình vừa mới làm xong một vòng lớn màu đỏ rồi. Các bạn có thể thấy là có rất là nhiều khách du lịch đến. Lúc này tụi mình đi đỡ đông hơn. Voilà, tạm biệt Le Sentier des Orques. Bây giờ tụi mình sẽ đi dạo ở trong làng. Có những con đường nhỏ, những bức tường cao, những con đường dốc. Trên kia là một khu phố nữa, có nhiều nhà hàng nữa. Bây giờ tụi mình đang đi tìm nhà hàng để ăn trưa đây. Có nhiều đồ lưu niệm rất là dễ thương luôn. Hoa lavender. Mệt quá cái thân ta này, ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi. Ăn trưa thôi. Bon appétit. Wow, tụi mình đã bắt đầu nhìn thấy hoa hải hương rồi. Wow, đẹp quá ha. Cánh đồng luôn, tới tốt đằng kia luôn. Mọi người ơi, vậy là mình đã đến được Valenciennes rồi. Là một thành phố ở miền nam nước Pháp, nổi tiếng với những cánh đồng bạt ngàn hoa lavender. Bây giờ đang có gió rất là mát và mùi hoa lavender rất là thơm. Ở kế bên vườn hoa lavender, đây là vườn hoa hướng dương. Tối nay tụi mình sẽ ăn và ngủ ở đây.
kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn ở xa xa sẽ thấy một cái cầu rất là to, rất là đẹp. Chút nữa thì mình sẽ đi từ con đường này rồi đi ngang qua cái cầu đó để vào hồ bằng lối này. Tụi mình chuẩn bị đi qua cầu rồi. George đi vào trong. Và đây là cái cầu lúc nãy mình nhìn thấy từ xa xa. Cảnh siêu đẹp. Núi cao ơi là cao. Một bên và bên này là cái hồ. Xanh ơi là xanh. Mình đã đến nơi rồi. Đây là cái hồ rất là rộng. Nhìn bên ngoài rất là đẹp nhưng mà mình quay trong máy ảnh như vậy thì nhìn không có được cái độ sâu, độ hùng vĩ và cái màu của nước nè, của núi nè, của trời nè. Đây là hàng người xếp hàng để mua vé. Bây giờ có nhiều lựa chọn là mình sẽ đi cano, đi chèo thuyền kayak hay là đi đập vịt. Cuối cùng tụi mình đã quyết định chèo cano để lên Koh Danta. Và bây giờ tụi mình đã chèo được đến giữa dòng rồi. Đến tới chỗ cây cầu lúc nãy và đó được gọi là George Duval luôn. Người ngồi đằng sau của cano sẽ là người điều chỉnh hướng và người ngồi đằng trước của cano sẽ là người chỉnh tốc độ, tức là đi nhanh hay đi chậm, và người ngồi đằng sau là để phải hay để trái. Ở trong này rất là đẹp luôn. Ở hai bên là núi, ở giữa là hồ nước xanh rì. Mọi người chèo cano hoặc là kayak hoặc là đạp vịt. Bây giờ tụi mình đang ở trong lòng của George Duval luôn. Không khí rất là tuyệt. Nước xanh và mát. Bravo. Sau khi đã làm xong hành trình canoe thì bây giờ tụi mình đang nhìn George Duval Dong từ phía trên cầu. Cuối cùng bọn mình cũng đã đến được thác nước rồi. Hành trình đi nãy giờ 2 tiếng đồng hồ để đến được đây. Đây là bữa tối cuối cùng tại Airbnb.